Hi, xin chào chị các bạn. Hôm nay là 16 tháng 9 năm 2024, đó, ngày thứ hai nha. Hôm nay là học V3, Motorola V3 máy mới. Đó. Hôm nay khui ra coi tình hình sống xiết nhà mạng nó là sao rồi. Chứ hôm bữa mấy anh trên YouTube chửi quá chửi, 14, 15 tây gì tháng 9 gì đó, quăng thùng rác hết, bỏ chọi chó, buồn quá. Nay khui thử đi nha. Đó. Bị cục pin zin. Máy tính. Đây là sim 4G. Đó, để sẵn test máy. V3 máy tính. Đó, mở ra. Garanti còn nguyên nha, đẹp dễ sao đẹp. Lâu lâu khui ra đẹp quá. Một thời của điện thoại. Đó, bên trong là nắp lưng nè, đó, nắp lưng là chưa lột nè, anh thấy không? Sạc zin nè, tai nghe nè, các USB đầy đủ không? Thẻ của em bữa để quên lấy ra rồi, ok. Đó, giờ bỏ thử nha, hy vọng tắt luôn đi để bán qua Campuchia, Thái Lan, Lào, nước ngoài được. Đây, pin bỏ vô rồi, rung quá, chuẩn bị bỏ rồi. Thật ra em nói thôi chứ, em nói vui cho quay clip vui thôi chứ ra em cũng buồn lắm, có bán được đâu. Giờ chỉ là kỷ niệm thôi. Đó. Sim 4G bỏ vô 16 tháng 9. Không hỗ trợ rồi. Đó, ôi giời. Có sống nè, MobiFone. Hôm nay có ngày giờ cho mình luôn nè, 16 tháng 9 theo bối không? Nha. Đó. Chứ mấy công anh nào nói là quay clip thôi chứ quay clip cũ thôi chứ cài đặt đồ. Đó. Rồi thử ơi. Đó, bình thường nha, ổ sim xài nha. Còn là quyền thoại rồi. Chuông mô tô. Đó. Máy tính. Anh đi chưa lột nè. Đó, đẹp dễ sợ. Lấy nắp pin trong đây gắn vô mới là huyền thoại, thấy không? Nhà mạng dễ cho xài vài năm nữa. Sướng. Thôi kệ đi, tới là tới à anh chị. Đó, ok, anh nào thích chơi nha. Cảm ơn chị Slip nha, đầu tuần quay clip vui vậy mà.